Nguyễn Đức Trung khó vượt qua cơn tấn công này của Bảy Phúc. Nguyễn Đức Trung có đường công xanh mượt mà, nhưng đến hôm nay sự hanh thông đó không còn nữa và họa đang đến với ông ta. Chưa có lúc nào mà trong mấy ngày nhiều chuyện ập tới với ông Nguyễn Đức Trung như những ngày nửa đầu tháng năm này. Vụ Nhật Cường xuất que là vụ nóng nhất trong chiến dịch bắt bớ này đưa các phe cánh chính trị xì ra những cây bút tín hiệu thông báo cung cấp phần mềm cho chính quyền thành phố trong khi năng lực của Nhật Cường xuất que không đủ trình để viết phần mềm. Vậy thì phần mềm phải mua của nước ngoài là cái chắc chắn. Đó là cách mà phe đối tố Nguyễn Đức Trung muốn mở đường cho mạng xã hội lần ra đầu mối. Và sự lần ra đầu mối đó cho thấy Nguyễn Đức Trung đang âm thầm đưa phần mềm gián điệp vào. Trên thế giới, rất nhiều chính phủ đã tẩy chai Huawei và ZTE của Trung Quốc vì trong đó có chứa phần mềm gián điệp vậy thì chính quyền việt nam mua sản phẩm của ai ngoài trung cộng cũng giống như tội phạm tham nhũng ai có chức có quyền đều tham nhũng quan trọng là chính quyền chọn ai để tố mà thôi thì tội làm gián điệp cho tàu phải nói ủy viên bộ chính trị ai cũng dính nhưng có điều là nguyễn đức trung bị tố liệu ông có tố lại đối thủ chơi mình hay không điều đó là rất khó về nguyễn xuân phúc ông ta đi chầu thiên triều với danh nghĩa là công vụ lần đi dự diễn đàn một vành đai một con đường ở trung quốc thì đố ai biết nguyễn xuân phúc xin gì và trao đổi gì với tập cận bình và lý khắc cường vì đi việc tư với danh nghĩa là việc công như nguyễn xuân phúc thì không một ai có thể buộc tội phúc được nhưng ngược lại nguyễn đức trung lại hợp tác với tàu một cách lén lút không có bằng chứng chuyến đi công vụ đây là yếu tố cấu thành tội cho nguyễn đức trung vì đặc điểm như thế nên khi nguyễn xuân phúc tấn công nguyễn đức trung thì trung rất khó có cơ hội để phản đòn có thể nói là không có cơ hội chứ không phải là khó vấn đề của nguyễn đức trung bây giờ chỉ có cầu cứu hoàng thượng tức là chỉ có cầu cứu nguyễn phú trọng ra tay mà thôi đây là bài toán đau đầu đối với nguyễn đức trung trong các hình ảnh được truyền thông nhà nước đăng tải trong những ngày qua người ta thấy ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội lộ rõ về mặt trầm tư căng thẳng và bất thường trong buổi họp về chuyện phòng chống dịch bệnh sởi sốt xuất huyết diễn ra tại Hà Nội hôm 14 tháng 5, Chủ tịch Trung hiện diện với nét năm chiêu lo lắng. Tại buổi đi bộ quanh Hồ Gươm vận động người dân uống rượu bia thì không lái xe, diễn ra vào hôm 12 tháng 5, ông Trung giữ vẻ ủ rũ. Trong lúc Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Trương Hòa Bình và các giới chức khác đứng cạnh ông đều tươi tắn cười vui. Trên mạng xã hội, một số blogger tỏ ra thạo tin chính trường, giải mã sự căng thẳng, ủ rũ của ông Trung là do ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường Mobile vừa bị bắt về tội buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhật Cường Mobile bị cáo buộc là sân sau của ông Trung. Việc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tung lực lượng đông đảo khám xét, phong tỏa các cửa hàng của đại gia điện thoại có mối liên hệ mật thiết với ông Trung, Thiếu tướng Công an và là cựu giám đốc Công an thành phố Hà Nội, được cho là điều hết sức bất thường. Đáng lưu ý, trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng, báo điện tử làng mới bất ngờ nhắc tên ông Trung trong vụ chỉ đạo Hà Nội phải mua 150 tấn hóa chất trị giá khoảng gần 60 tỷ đồng tương đương với 2,56 triệu đô la độc quyền ở một đơn vị duy nhất là công ty thương mại dịch vụ Architect ở 12 đảng tiến đông Hà Nội. Báo làng mới viết, liên hệ với công ty Architect cần mua Red Oxy để sử dụng. Chúng tôi được lãnh đạo công ty này thông báo là chưa có hàng. Sau đó chúng tôi đến số 12 đặng tiến đông Hà Nội để tìm hiểu về công ty thì không thấy công ty nào ở đây. Theo đó, vị trí này là siêu thị Minh Hoa do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa làm chủ. Theo giấy đăng ký kinh doanh thì bà Hoa hiện đang cư ngụ tại 88 trung liệt Hà Nội. Điều lạ ở đây, theo tìm hiểu của phóng viên thì địa chỉ này cũng là địa chỉ thường trú được ghi trong hồ sơ cá nhân của Nguyễn Đức Trung, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Để có thêm thông tin, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Đức Trung tuy nhiên ông trung cho biết ông đang bận họp và sẽ gọi lại sau việc một số tờ báo công khai nhắc tên ông trung trong thương vụ tiêu cực và không hề gỡ bài cho thấy họ được bật đèn xanh để đưa vụ này ra trước công luận bởi lẽ thường thì các báo ở việt nam luôn né tránh đụng đến các quan chức cấp chủ tịch hay bí thư nhất là khi người đó đang đương chức và xuất thân trong ngành công an nhà báo phạm viết thắng của báo lao động nghệ an bình luận trên trang cá nhân tạp chí làng mới giám mó giái ngựa phang bài giữa thủ đô xây xơi, xơi như vậy việc này láo hơn cả việc bắt chủ nhân của chuỗi cửa hàng điện thoại di động nhưng láo nhất là ông tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố dám hủy bỏ văn bản của cấp trên và bài báo này không hiểu vì sao mà tác giả réo tên ông nguyễn đức trung nhiều quá các vụ bê bối cáo buộc liên tiếp bùa vây ông trung trong bối cảnh Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc hôm 16 tháng 5 kéo dài 3 ngày. Sự kiện này được cho là quyết định sinh mệnh chính trị của nhiều giới chức cao cấp trong Đảng, trong đó có Nguyễn Đức Trung. Ngày càng lộ rõ bộ mặt gián điệp của Nguyễn Đức Trung. Nguyễn Đức Trung là một con người khôn lanh và biết tận dụng dù cơ hội nhỏ nhất để tiến thân. Nguyễn Phú Trọng đang áp về tàu và tìm được chiến thắng trong thế đua. Đó là cái gương khiến cho Nguyễn Đức Trung làm mục tiêu phấn đấu để được nhảy vào bộ chính trị. Nguyên tắc kẻ nào tạo được sân chơi cho doanh nghiệp của tàu hoặc tạo điều kiện để đưa bàn tay kiểm soát của tàu vào Việt Nam thì kẻ đó được tàu chiếu cố. Mà một khi tàu chiếu cố thì không một thế lực nào của Việt Nam có thể chống lại được. Tại văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản của Nguyễn Phú Trọng, có 56 chuyên gia được Tập Cận Bình cử sang để lập kế hoạch loại bỏ Ba Dũng và những thành phần nào muốn ngả về Mỹ Chính những thành công ngoài sức tưởng tượng này đã khiến cho Nguyễn Đức Trung thiết lập cho mình một mối làm ăn với Tàu để từng bước nhảy vào Bộ Chính trị. Mục đích của Trung là Bộ Chính trị năm 2021. Trung là một đối thủ đáng gườm. Trung chưa bao giờ nghe lời Nguyễn Xuân Phúc, không định Phúc mà muốn bắt liên lạc trực tiếp với Thiên Triều. Chính điều đó khiến cho Nguyễn Xuân Phúc sợ có ngày Trung con sẽ đe dọa vị trí của mình trong Bộ Chính trị. Phúc lấy làm lo âu khi Nguyễn Đức Trung đi một nước cờ táo bạo như vậy. Nếu một ngày Tập Cận Bình cảm tình với Nguyễn Đức Trung thì nguy to. Chính vì thế mà lợi dụng khi ông Trọng còn đang nằm dưỡng bệnh, Nguyễn Xuân Phúc đã giành lấy suất đi Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường để xin sự ủng hộ của hai người này. Hên cho Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Đức Trung chỉ mới bắt liên lạc được với gián điệp Trung Cộng, chứ chưa đủ tuổi để gặp trực tiếp Tập Cận Bình. Nên Nguyễn Xuân Phúc về nước mới ra tay với Trung để cắt đứt mọi mối liên hệ giữa Trung với gián điệp Trung Cộng. Sau khi khẳng định Nguyễn Đức Trung chưa bắt liên lạc được với Tập Cận Bình, thì về Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc nhắm vào những sân sau của Nguyễn Đức Trung để đánh cho Trung gục. Đặc biệt, Nguyễn Xuân Phúc muốn cắt sợi dây liên lạc của Nguyễn Đức Trung với Bắc Kinh nên nhắm vào Nhật Cường Xuất Que để tấn công. Thực chất của Nhật Cường Xuất Que là Trung lập ra mang danh nghĩa công ty con của Nhật Cường Mobile. Thực chất bên trong công ty này là Trung Quốc đã bỏ tiền ra cho Nguyễn Đức Trung thành lập thực ra nhật cường mobile là công ty rất tí hon chỉ chuyên mua bán điện thoại di động mà thôi không đủ nhân lực tài chính và kinh nghiệm để viết phần mềm ứng dụng vậy nhật cường lấy phần mềm ở đâu mà kinh doanh câu trả lời là các phần mềm mà nhật cường sử dụng cho các dự án công lớn ở hà nội và bộ công an đều là những phần mềm của trung quốc trong đó chứa đựng phần mềm gián điệp để ăn cắp dữ liệu mật của các dịch vụ công trực tuyến chỉ vì dùng thủ đoạn chính trị muốn leo cao mà Nguyễn Đức Trung đã nắm lấy bàn tay Trung Cộng đưa vào Việt Nam bằng việc làm bán rẻ đất nước như thế này. Việc này bị xì ra chỉ làm cho nhân dân phẫn nộ, nhưng lại làm cho Nguyễn Xuân Phúc cảm thấy ganh tị vì cách bắt liên lạc như thế với Trung Cộng là quá giỏi. Nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao chuỗi cửa hàng bán lẻ Nhật Cường xuất que, một doanh nghiệp non trẻ mới thành lập năm 2016 của xe Bùi Quang Huy lại vô tình trúng thầu hàng loạt dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội như cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, sổ liên lạc điện tử Pino, sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý bệnh viện Meso, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến với độ phức tạp cực khủng như thế. Đơn giản, công ty và Bùi Quang Minh, công ty và Bùi Quang Huy chỉ là bình phong, mọi sự đạo diễn là bởi gián điệp Trung Cộng và Nguyễn Đức Trung mà thôi. Đề án số hóa của Hà Nội có quy mô rất lớn, lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Liệu Nhật Cường, một doanh nghiệp mới thành lập lại có năng lực phi thường, viết nên hàng chục phần mềm quản lý phức tạp? Hay chỉ là trung gian cung cấp các phần mềm trên dùng giới tình báo trung cộng để quản lý cư dân Việt Nam rồi bỏ túi riêng hàng chục ngàn tỷ, chia chác với nhóm lợi ích? Chẳng lẽ những đại gia công nghệ hàng đầu Việt Nam hiện nay như FPT, Viettel, từng Nam Trinh Bắc Chiến, thậm chí là mang chuông đi đánh xứ người, lại thua một thằng oát cơ Nhật Cường, chỉ mới thành lập được 3 năm cùng với tay trùng buôn lậu quốc tế như Bùi Quang Huy hay sao? Hỏi cũng là câu trả lời, Nguyễn Đức Trung phạm tội làm gián điệp cho Trung Cộng. Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói xa nói gần, tôi biết có những người không chỉ có một mà có tới 14-15 sân sau. Phải trang Nguyễn Đức Trung chủ tịch Hà Nội là một trong số đó. Lãnh đạo thì đua nhau có sân sau, sân trước rồi sân giữa. Vậy sân đen chúng ta có gì đây? Có trang chỉ là làm bạc mặt hết đời để đóng thuế nuôi sân sau? Là ám chỉ đánh Nguyễn Đức Trung về sân sau này của ông ta. Được biết, công ty Nhật Cường của đại gia Bùi Quang Huy sở hữu chuỗi cửa hàng lem nhem lắc nhác đã thể hiện một doanh nghiệp non kém về nghiệp vụ. Nhưng lại được Nguyễn Đức Trung dùng tiền bơm cho truyền thông, được PA thổi phồng lên như một doanh nghiệp mới nổi đầy năng lực có nhiều đồn đoán cho rằng công ty Nhật Cường là sân sau của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung, nhưng đứng đằng sau đó lại là một doanh nghiệp của Trung Quốc. Lâu nay phía Trung Quốc đứng sau bơm tiền cho Nhật Cường, việc kinh doanh điện thoại di động thực chất chỉ là một màn che mắt, mà mảng kinh doanh của chính Nhật Cường là suốt que. Quan trọng hơn, các phần mềm điện tử mà Nhật Cường sử dụng cho các dự án công lớn ở Hà Nội và của Bộ Công an đều là những phần mềm của công ty Trung Quốc cung cấp chứa đựng phần mềm gián điệp để ăn cắp dữ liệu mật của người dân rồi chuyển về cho tình báo Trung Nam Hải. Nếu Nguyễn Xuân Phúc phá tan Nhật Cường Mobile và lôi Nguyễn Đức Trung buộc tội vì làm gián điệp cho tàu, thì xem như chắc chắn rằng sự nghiệp chính trị của Nguyễn Đức Trung sẽ sụp và lúc đó Nguyễn Xuân Phúc sẽ là kẻ duy nhất độc quyền làm tay sai cho Trung Cộng thay cho Nguyễn Phú Trọng. Vậy thì ai là kẻ mạnh nhất khi đó? Không ai khác ngoài Phúc.